À, xin chào mọi người, mình là Nguyễn Loan và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu bạn cái sản phẩm bộ đôi trị nám trị tàn nhang. Trị nám, trị mụn, trị tàn nhang, trắng da cực kỳ là hiệu quả, đó là đến từ ở Nhật Bản các bạn nhé. Hoa anh đào, kem hoa anh đào cũng như là kem vua trị nám. Đây là một bộ đôi có thể nói là trị nám cực kỳ là hiệu quả. Bình thường đối với những khách mà sử dụng cái sản phẩm kem vua trị nám á, bình thường đối với những khách mà sử dụng cái kem vua trị nám bên mình thì bạn đã biết là hiệu quả nó rất là cao. Đối với những khách mà mới bị 1-2 năm hoặc là bạn thấy là bị nám sau sinh thì nó cực kỳ là dễ chữa, thì các bạn có thể sử dụng một hộp là các bạn có thể hết nám luôn do trong vòng một hộp rồi. Thì sau khi mà hết nám rồi thì bạn có thể sử dụng sang cho mình những loại kem dưỡng da để nó tái tạo da cho mình. Đấy, để nó dưỡng da hàng ngày cho mình thì bạn có thể sử dụng những loại kem khác. Còn khi mà các bạn mua hàng về, cái sản phẩm kem vua trị nám về thì bạn sẽ dùng cho mình vào ban đêm. Ban ngày tốt nhất là các bạn nên bảo vệ da bằng kem chống nắng hoặc là những cái sản phẩm khác để nó bảo vệ da cho mình. Còn kem vua trị nám thì nó sẽ dùng ban đêm các bạn nhé. Và cái sản phẩm hoa anh đào, đây là một trong những cái sản phẩm đi kèm với cái sản phẩm kem vua trị nám cực kỳ là hiệu quả luôn. Có những khách thì thích sử dụng mình kem vua trị nám nhưng có khách lại thích dùng kết hợp với cả kem hoa anh đào các bạn ạ. Kem hoa anh đào nó là thiên về dưỡng da nên là khi mà sử dụng cái sản phẩm kem hoa anh đào thì bạn sẽ thấy là cái da của mình nó mềm mịn hơn, nó trắng nhanh hơn. Đó, nó không giống như cái kem vua trị nám. Vua trị nám thì nó thiên về vừa trị nám trắng da nhưng mà nó không trắng nhiều hoặc không dưỡng da nhiều. Bởi vì khi mà khách hàng sử dụng kem vua trị nám thì bao giờ các bạn sẽ thấy là cái da của mình nó cũng khô hơn một chút. Nó khô hơn một chút thì các bạn có thể sử dụng cái kem mà hoa anh đào. Sau khi mà bôi cái sản phẩm kem vua trị nám rồi thì các bạn để tầm độ 1 tiếng thì bạn có thể sử dụng kem hoa anh đào lên. Đó, đó là cái cách mà để chúng ta sử dụng hàng ngày. Đó, hoặc là các bạn thấy là sử dụng kem vua trị nám vào buổi tối, còn hoa anh đào các bạn sẽ dùng ban ngày cho mình thì nó vừa dưỡng da vừa trắng da cho bạn luôn, vừa mềm mịn da. Bình thường thì kem hoa anh đào với bạn khi mà mua về thì bạn sẽ thấy là nó thứ nhất là nó có con tem niêm yết hai đầu này, một tem này, hai tem này. Và các bạn thấy là cái tem là tem chống hàng giả này, hoa anh đào này, cũng như một cái tem là tem hoa văn rất là rõ luôn của công ty luôn. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy, như vậy tổng thể là kem hoa anh đào này có 4 tem. Và khi mà các bạn soi thì bạn sẽ thấy là đối với cái tem ở giữa này này là nó có hoa văn rất là rõ luôn các bạn nhá, có hoa văn rất là đẹp luôn. Nên là các bạn phải lưu ý. Đấy, và cái tem tem của công ty cung cấp đó là các bạn thấy là cái tem này cũng rất là nổi luôn. Một lọ như thế này 15g, còn kem vua trị nám thì một lọ như thế này là nó sẽ là 30g các bạn nhá. Đấy. Như mà bình thường thì các bạn sẽ dùng cho mình trong vòng 1-1. Đấy. Vồn 1. Đấy, loại bỏ này, kem vua khử nám này, chống nắng tàn nhan, loại bỏ các sắc tố đen, nám tàn nhan, ngăn ngừa các vết thâm ở vùng mặt, cổ, đặc biệt là trong kem có chứa nhiều đặc trị để phục hồi da nhanh chóng, giúp da trở nên tươi sáng, trắng hồng, mịn màng. Đó, và sản phẩm này cung cấp của Nhật Bản các bạn nhé. Và khi mà mua hàng về thì bao giờ mình cũng đã phân biệt cho bạn rất là nhiều rồi. Các bạn thấy là cái hộp đối với cái sản phẩm chuẩn đó, các bạn thấy là các bạn bóp nó rất là chắc chắn luôn nhá, nó không có bị lòng lẻo, không bị ọp ẹp đâu. Mà đối với cái sản phẩm, đối với cái đít ở dưới này này, các bạn nhìn thấy cái chữ của nó thanh và cái đuôi của nó sẽ là 818, còn cái mã vạch nó của nó sẽ là 522. Các bạn có thể check mã vạch, check tem. Đó, các bạn có thể check thoải mái nhá. Đấy, và một bộ như thế này combo cho bạn là khi mà các bạn mua cả bộ như thế này. Bình thường thì kem vua trị nám sẽ là 320.000. Đấy, và kem hoa anh đào sẽ là 300.000. Nhưng mà hôm nay nếu mà các bạn mua combo cả bộ như thế này, combo cả bộ luôn thì sẽ là 500.000 các bạn nhé. Đó, nếu mà các bạn vẫn còn thắc mắc cho cái sản phẩm kem vua trị nám và kem hoa anh đào, đây là cái combo trị nám tàn nhang trắng da rất là hiệu quả luôn. Bạn nào mà đang bị nám thì các bạn dùng thử ngay một bộ như thế này đi. Một bộ 500.000 như thế này, trong vòng độ 2 tháng là các bạn sử dụng hết một bộ như thế này, da các bạn sẽ bật tông rõ rệt luôn. Ít nhất đối với những bạn nào mà ít nhất là tối thiểu nhất thì cũng phải giảm được 50-60% nám. Còn bạn nào mà nhanh thì ok, trong vòng một hộp như thế này là các bạn có thể hết nám, cải thiện luôn rồi. Nếu mà các bạn vẫn thắc mắc hoặc là cần tư vấn thì bạn có thể gọi trực tiếp hoặc là inbox cho mình nhá. Zalo, Facebook mình cũng đều dùng số là 0985 38298 Nguyễn Loan các bạn ạ. Đó, ok, xin chào mọi người.